Khu vực từ phía nam Hà Tĩnh đến Bình Định hôm nay tiếp tục có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ mưa rải rác vào chiều tối. Miền Bắc tiếp tục không mưa, ngày nắng, thời tiết khô hanh. Đêm qua và sáng sớm nay, 8-10, khu vực từ phía nam Hà Tĩnh đến Bình Định và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và rải rác có rông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 7 tháng 10 đến 3 giờ ngày 8 tháng 10 có nơi trên 60 mm như Kỳ Bắc, Hà Tĩnh, 71,8 mm. Đồng Mỹ, Quảng Bình, 87. 6 mm, Hiền Lương, Quảng Trị, 63,8 mm, Tam Trà, Quảng Nam, 73,0 mm, Hương Trà, Quảng Ngãi, 132,4 mm, Chi Tôn, An Giang, 67,0 mm. Dự báo trong ngày 8 tháng 10, khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Bình Định tiếp tục có mưa, mưa vừa và rông, cục bộ xảy ra mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 80 mm. Nam Bộ tiếp tục đón mưa rông trong chiều tối và đêm nay. Trong ngày và đêm 8 tháng 10, khu vực từ Phú Yên đến Bình Thuận, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và rông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30 mm. Có nơi trên 60 mm, thời gian mưa rông tập trung vào chiều tối và đêm, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được Tổng cục Khí tượng Thủy văn cung cấp tại địa chỉ HTTPS, luqutsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét. Sạt lở đất, tại các tỉnh miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An hôm nay trời tiếp tục nắng hanh, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, riêng miền Bắc sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ dự báo hình thái thời tiết này còn kéo dài nhiều ngày tới ở miền bắc